cả các anh em nhá. Đây, theo như trời hôm qua trời tối muộn quá thì hôm nay sáng này em đang ở cơ sở 1 của em đây. Đang ở cơ sở 1. Hôm qua chiều tối hôm qua thì em làm một cái video giao 20 con máy Kubota này, máy N95 này. Đây. Kubota N95 với lại Isuzu bơm lớn vào trong các tỉnh miền Tây. Hôm nay còn một xe hàng nữa em giao lốt đây anh em ơi. Giao lốt nha anh em nha. Giao lốt một xe hàng 20 con máy này. Đây gồm có 1 2 3 4 10 con Kubota và 10 con máy N95. Máy rất là đẹp anh em. Máy rất là đẹp nha. Đây anh em xem này. Tất cả đều đã bọc giấy bóng kỹ càng rồi. Và với ngày nay hàng em về rất là nhiều nhá. Anh em nào có nhu cầu là cứ alo cho em. Đủ để phục vụ cho tất cả các anh em. Đây anh em xem này. Tất cả máy móc đã được anh em nào mà có nhu cầu mua buôn mua lẻ thì cứ alo cho em nhá. Loại L95 máy gặt tất cả đều là máy gặt hết cho anh em nhá. Máy gặt Trung Quốc và máy gặt Kubota DC70 V2403 đủ các loại. Máy nhỏ 1 tháng chắc em phải bán 100 đến 150 con nhá, tất đủ các loại luôn. Bán buôn đấy, mới bán buôn đấy anh em ạ. Còn máy lớn thì máy lớn thì mình không tính. Máy lớn thì có từng làm từng video bán một máy lớn một thì em đều đăng lên kênh hết. Anh em nào mà theo dõi thì không lạ gì cả. Mà ngày hôm nay hoặc đến ngày mai, chắc chắn là ngày mai kênh của em sẽ đạt 5.000 lượt đăng ký. Nó là một điều rất là vui mừng và thành công đối với em. Thực sự là không biết nói gì hơn cả. Trong 2-3 ngày tới em sẽ làm một cái video để tri ân tất cả các khách hàng. Nếu mà anh em nào có nhu cầu mua máy gì, tất cả sẽ được giảm 15-20% nhá anh em nhá. Chắc chắn rồi. Để chân thành, để mong sao là vừa là em có khuyến mại như vậy thì vì để cảm ơn tất cả các quý khách hàng đã luôn luôn đồng hành, ủng hộ cơ sở động cơ ô tô Hưng Thịnh. Vì anh em chả có dịp ra đây, nếu mà anh em có dịp ra đây thì hân hạnh đón tiếp tất cả các anh em. Anh em mà cần mua máy gì thì cứ alo cho em tư vấn cho. Thì cơ sở em đủ các loại máy, mà riêng về máy Trung Quốc, máy tư bản này, máy Hàn, máy Nhật thường thường là nhiều. Bây giờ cơ sở em rất là nhiều nha. Cả ngày về rất là nhiều hàng ấy, anh em ạ. Nếu mà anh em nào theo dõi kênh bán hàng của em thì không lạ gì nữa. Cửa hàng em về có thật là về nhiều quá mà không làm xuể anh em ơi. Vì nhiều anh em đặt hàng mà em không thể làm kịp cho mọi người thì mong tất cả các anh em thông cảm. Vì em tận 4 cơ sở, vừa làm máy lớn vừa làm máy nhỏ, mình không thợ thì không làm kịp ấy anh em. Vì thế là tất cả có những cái đơn hàng sẽ chậm vài ngày thì kính mong tất cả các anh em thông cảm và hiểu cho em. Nhưng sẽ luôn luôn cố gắng làm sao có thể trả hàng cho mọi người sớm nhất có thể nhá. Đây anh em xem này, những con máy Kubota tất cả đều bọc. Hôm qua em làm 20 con, hôm nay làm 20 con máy L95 này anh em xem này, tất cả đều rất là đẹp nhá. Giờ đã kiểm tra đồ đạc rất là kỹ rồi trước khi đến giao đến tay khách hàng ở trong miền trong. Thì qua video này xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các quý khách hàng đã đồng hành và ủng hộ. Chúc cho tất cả các anh em có thật nhiều sức khỏe nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo. Xin chào.